À, chúng ta sẽ đi vào chợ chơi. À, mình sẽ đi vào nhà lòng chợ. Mặt bên đây bán rất nhiều trái cây. Một trong những cái mặt hàng mà không thể thiếu ở các ngôi chợ đó là trái cây. Thẳng ở bên kia là đường đường Hồng Thập Tự không, nhưng mà qua bên cầu bên đây thì là xô viết Nghệ Tĩnh. Rồi chúng ta sẽ đi vòng bên cái hẻm bên đây, cặp bên hông nhà lòng chợ, thẳng ra bờ kênh lúc nãy. Nghĩa là mình đi một vòng tròn của chợ đó. Họ thấy hình ảnh của kẹt xe đông đúc chưa? Ở đây có những cái gian hàng bán đồ ăn, cơm tấm, nướng thịt. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hồng Thập Tự năm xưa, và đây là ngày nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về quận Nhất, trung tâm Sài Gòn. Và hôm nay nhân một cái chuyến đi sự kiện của hãng máy tính Dell ở khu Vinhome, thì sẵn đi về đi ngang đây và bỗng dưng thấy kẹt xe quá. Giờ này giờ cao điểm mà Sài Gòn bây giờ là cũng gần 6 giờ rồi. Thấy sẵn đây ngay cầu Thị Nghè này, sẵn đây chia sẻ với các anh chị bạn những hình ảnh ở ở trên cầu Thị Nghè, rồi mình đi xuống chợ Thị Nghè để xem những hình ảnh ở khu Thị Nghè này buổi chiều tà như thế nào ha. Và Sài Gòn đang chuẩn bị lên đèn rồi. Và sẵn hôm nay thay vì đi về ăn cơm rồi đi dạo thì chúng ta đi dạo rồi đi về ăn cơm sau. Mỗi khung giờ ở Sài Gòn đều có một cái gì đó gợi chúng ta nhớ một hình ảnh của ngày xưa. Vào giờ này, nếu các anh chị ở giờ này ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ đi tập thể dục, đi bộ. Và bên cánh phải chúng ta nó có hồ bơi IQ, và đây có trung tâm tập thể dục, phòng gym của nam nữ. Đây có phòng gym của nữ nè. Và khu này là khu sở thú Sài Gòn, ngày nay là Thảo Cầm Viên Sài Gòn đó. Nhìn bên khu này nè, và dòng kênh Thị Nghè buổi chiều. Thị Nghè bây giờ thì dòng kênh này thì sạch sẽ rồi ha, không còn tình trạng rác như ngày xưa nữa. Chúng ta nhìn bên kia có những cái building, đó là khu khu Vinhome cặp theo dòng kênh dòng sông Sài Gòn đó, nói đi ra đến cái Landmark 81. Đó, chúng ta nhìn bên đây là Landmark mà, là tòa nhà cao nhất Việt Nam, cặp theo đường Nguyễn Hữu Cảnh. Và dòng kênh ngày hôm nay có những bờ kè rất là sạch sẽ rồi. Sẵn đây chúng ta sẽ đi dạo quanh một ngôi chợ mà có lẽ ngôi chợ này rất là xưa rồi. Không biết ngày xưa cô chú anh chị đã từng ở đây thì chúng ta có thường hay đi ngôi chợ này không ha. Và hy vọng trong những hình ảnh này gợi nhớ cho các anh chị và các bạn những cái ký ức về ngày xưa khi mà chúng ta có đôi ba lần đi đến chợ Thị Nghè, và đặc biệt đi khung giờ buổi chiều thì chúng ta sẽ cảm giác được cái hình ảnh của quê nhà. Và ngày hôm nay chúng ta cùng
đi khám phá xem buổi chiều ở chợ Thị Nghè này bán cái gì ha, và khung cảnh ở đây ra sao. Và ngôi chợ này cũng là lần đầu tiên em đến nè, nên thành ra có những thông tin gì đó sai sót thì cô chú anh chị và các bạn bỏ qua nha. Đó, phía trước ta đó là một cái cư xá, chung cư ngày xưa, nằm theo con đường Nguyễn Ngọc Phong, Nguyễn Ngọc Phương chứ, Nguyễn Ngọc Phương, và thẳng theo hướng Nguyễn Thị Minh Khai này chúng ta sẽ đến Hàng Xanh, ngã tư Hàng Xanh, đi về Thủ Đức, đi về cầu Bình Triệu. À, ngày nay thì có rất nhiều hướng để đi. À, bây giờ mình sẽ đi một vòng ngôi chợ này nha, theo con đường cặp cặp cái chung cư này. À, thẳng theo hướng này mình sẽ đến ngã tư Hàng Xanh nè. Chúng ta sẽ đi qua bên phải, cặp theo cái dòng kênh Nhiêu Lộc. Ở đây buổi chiều thì có mấy chị bán cá nè. Chợ cá, có lẽ khu này là chợ cá. Và đi thẳng đường này mình sẽ đến cầu Thị Nghè 2, nơi đó là đường Nguyễn Hữu Cảnh ngày nay đó. Thẳng đến là hãng tàu Ba Son. Giờ này thì phục vụ cho các anh chị đi làm về rồi ré ghé chợ tiện đường đi ngang chúng ta mua. Đó, gà. Anh ơi, vịt đây gà anh. Anh lựa con nhá. Chợ Thị Nghè nổi tiếng. Ồ, đây chị bán gà nè, quá trời gà luôn nè. Ồ, gà này gà ta hả chị? Chúng ta sẽ đi vào chợ chơi. Mình sẽ đi vào nhà lồng chợ. Buổi chiều thì bán rau cải. Dạ đúng rồi, chị dặn em trăm tôm thì đúng đó. Chợ này thì cũng xưa lắm rồi. Cái sẵn hết
này thì cũng rất là lâu rồi, và bây giờ chợ cũng chuẩn bị đóng cửa đó. Chúng ta ra đây là đường Phan Văn Hân nè, đi thẳng hướng này mình sẽ ra cái khu cảnh. Và ở đây chúng thấy đường rất là đông vào buổi chiều giờ tan sở, và chợ bây giờ cũng còn có vài sạp rau, rồi những chị bán cá ở ven kênh. Và mặt bên đây bán rất nhiều trái cây, một trong những cái mặt hàng mà không thể thiếu ở các ngôi chợ đó là trái cây. Thẳng bên kia là đường không thật sự đâu, nhưng mà qua bên cầu bên đây thì là xô viết Nghệ Tĩnh. Rồi chúng ta sẽ đi vòng bên cái hẻm bên đây, cặp bên hông nhà lòng chợ, thẳng ra bờ kênh lúc nãy. Nghĩa là mình đi một vòng tròn của chợ đó. Chợ chiều. Thấy nhà lòng chợ cũng rất là lâu năm rồi. Chúng ta ra lại đường ven bờ kè nè, mình sẽ lên lại cầu. Do chợ chiều thì cũng hơi vắng nên thành ra chúng ta cũng ngại đứng ở một cái gian hàng nào đó, và rất là ngại khi mà các anh chị bán chưa được hàng mà mình đứng mình nói hoài thì người ta cũng bực, nên thành ra chúng ta chỉ đi dòm ngó những hình ảnh của thôn xóm ngày xưa thôi, một ngôi chợ xưa, những hình ảnh của ngày hôm nay là như thế nào đó. Hình ảnh của cái cư xá Thị Nghè, có lẽ ở đây ngày xưa là chung cư Thị Nghè, bây giờ là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chợ này buổi sáng thì rất là đông, nhưng mà buổi chiều hay là tại em đi hơi trễ nên thành ra chiều chúng ta thấy cũng vắng các gian hàng, kể cả vắng người mua. Hy vọng qua những hình ảnh của chợ Thị Nghè buổi chiều cũng gợi các anh chị và các bạn một chút hương xưa, cập nhật một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay.
biết đâu trong những hình ảnh này lại bắt gặp những người quen, những cái hình ảnh của khu xóm ngày xưa ta đã từng gắn bó một thời. Và đây là dưới chân cầu, dưới chân cầu Thị Nghè, mà thấy hình ảnh của kẹt xe đông đúc chưa. Ở đây có những cái gian hàng bán đồ ăn, cơm tấm, nướng thịt. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên kia đường. Rồi mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay tại chân cầu Thị Nghè. Và đường này là đường Phan Văn Hân đó. Qua bên đây là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đó. Mình nhìn lại cái hình ảnh cầu Thị Nghè nè. Xe cộ chống mặt chưa. Và kế bên có một cái cư xá, không biết ngày xưa là cư xá chung cư gì ha, nhưng mà ngày nay có lẽ là chung cư Thị Nghè. Và mình nhìn bên phía bên phải đó là trường Đại học Thủy Lợi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Rồi bye bye các anh chị và các bạn. Một số hình ảnh chúng ta cập nhật ngôi chợ chiều ở cầu Thị Nghè.